mình nha cả nhà. Chứ bây giờ theo cái điều lượng đó, thì có người đang làm có thể là bây giờ cô sẽ nêm nếm theo cái khẩu vị của ngoài bên trong nha cả nhà nhé. Bây giờ trước tiên là cô chơi sẽ bỏ hành tây, hành tây đã cắt cỏ luôn nha cả nhà. Đây là hành tây, cô chơi sẽ bỏ hết cái lượng hành tây vào đây. Bây giờ cô chơi sẽ của nhà Châu Châu thì Châu Châu bỏ khoảng tầm này đường và thêm là muối, như đây muối nha cả nhà. Tiếp theo là bột nêm, nếu như mình không dùng bột nêm cũng được nha cả nhà, mình dùng bằng bột ngọt thì cái này cả nhà mình dùng cũng được, không dùng cũng được, không sao. Thì ai thích ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt, ai thích ăn bột nêm thì bỏ bột nêm. Còn bây giờ thì Châu Châu bỏ tiêu. Cái tiêu này thì cũng tùy chỉnh theo cái khẩu vị mình ăn cay hay là không ăn cay nha cả nhà. Nếu như mình ăn chay cay thì mình bỏ nhiều hơn, mà không ăn cay thì bỏ ít lại nha cả nhà. Và bây giờ là Châu Châu sẽ cho vào là dầu mè nha cả nhà. Dầu mè cũng gần hết rồi. Rồi Châu Châu vô dầu mè. Bây giờ Châu Châu sẽ trộn mấy cái này chung lại với nhau nha cả nhà nha. Mình trộn đều nó lên. Cái này thì cả nhà có thể là làm bằng bỏ thêm nấm đó cả nhà. Nếu như mình thích nấm thì mình có thể bỏ thêm nấm nha cả nhà nha. Bỏ nấm mèo cũng được nè cả nhà. Hoặc là bún tàu, nấm mèo, bún tàu. Còn ở đây Châu Châu không có dùng nấm mèo uống tàu, Châu Châu dùng như vậy thôi, đơn giản, rất là đơn giản và nhanh lẹ nữa cả nhà.
Yeah, boy.